Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Béo Chibi. Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu những cái đơn hàng của các bạn đặt ngày 28 hay tháng 10. Và các bạn mà muốn mua những cái món hàng như thế này, nhờ những cái món hàng mà các bạn thích bên shop Béo Chibi, thì hãy gọi điện và hoặc nhắn tin bên Zalo là 0937899707 ha. Nếu mà mình muốn nhanh thì mình gọi điện cho nó nhanh. Còn trang fanpage Béo Chibi ha. Đơn hàng đầu tiên của chúng ta, kim ngăn ở Lấp Vò Đồng Tháp. Đây là kim ngăn của Lấp Vò Đồng Tháp nè. Đầu tiên là kim ngăn đặt là đồ búp bê ha. Các bạn đồ búp bê thì cái này là bạn đặt là hai cái laptop cho búp bê nè, hai cái máy tính laptop nè. Đây, một cái như vậy là 5.000 nha các bạn. Một cái nón len cho búp bê nha, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Wow, ha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này thì là 10.000 nha các bạn. Wow, một cái gì đây? Cái bồn cầu, cái lắp búp bê nè, nhưng mà nó có cái gì, có chiếc cây trong đây nữa. Bồn cầu có chiếc cây cực kỳ nha. Có cái quạt bunny cầu vồng nữa, rất là xinh nè. Này là cái gì? Cái này là mình dùng cho học tập được luôn nha các bạn, dùng cho búp bê được luôn nha các bạn. Đó, nó đa tiện dụng đó, ha. Đó, cái này là chuốt bút chì nha các bạn. Đó, bởi này xong rồi để lavabo làm cho búp bê luôn, rất là tiện luôn. Đa tiện lợi ha. Cái này chỉ có 7.000 thôi nha. Tiếp theo là một bịch ly hoàng gia. Đó, ly hoàng gia rất là đẹp này, thấy chưa các bạn? Wow, đó. Ở đây nó có cái dĩa nè, cái nể nè, đó rất là đẹp luôn nha. Cho những cái hoàng gia hoàng thất đó. Đó, tiếp theo là mình đặt cái này là cái gì đây? Đó, cái bóp nè, cái ví nè, là gì? Cái cặp táp để mình đi học nè, cho búp bê nam ha, búp bê nữ đi học vẫn được. Tiếp theo là bạn đặt là móc khóa ha, cũng là mấy cuối mình làm móc khóa, mình làm cho búp bê luôn, đồ ăn đồ uống cho búp bê luôn. Thì shop chỉ còn 3 mà 2 mẫu này thôi nha. Đó, mẫu nước ép táo nè, một ép cam ha, và tô mì. Đó, tô mì cay các bạn. Đó, 5 cái cham ha, 6 cham nè. Đó các bạn thấy không? Rồi đây ha, đó cham là cham nhỏ nhỏ nha. Đó. Đây, 6 cái chàm, các bạn thấy không? Chàm sushi, bánh bao rồi ha. Rồi chàm bình sữa nữa nè. Tiếp theo nè, bạn có đặt là một cái vỏ sắt cho búp bê nè. Một cái lược nữa nè, cái cài ha. Làm cài tóc, làm lược luôn, có phần bướm nè, rất là xinh. Cũng chỉ có 5.000 thôi, đó là phụ kiện nha. Trên đây là cái phụ kiện của tai nghe nè. Đó, kèm thêm một cái mắt kính nữa. Quá là xịn sò luôn. Một bạn móc khóa, đó, màu vàng nè. Có cái nơm hoa hồng nè. Móc khóa toàn ten, rất là xinh xắn luôn nha các bạn nha. Này là chỉ có 10.000 thôi. Đây, và hai cái vỏ nè. Đây, hai cái vỏ vải nha. Vỏ vải nó có hoa. Đó. Vỏ này vỏ vải, là vỏ này là tự làm nha các bạn. Đó, làm thủ công á. Một cái như vậy là chỉ 8.000 thôi. Đó, giá làm thủ công. Tiếp theo là ba bịch móc đồ cho búp bê nè. Ha, ba bịch móc đồ cho búp bê. Thì mua móc đồ này thì bạn không có mua áo ha, nhưng mà shop tặng cho mình hai cái váy áo đơn giản nè. Đó, hai cái váy áo đơn giản về mình có cái móc này mình móc lên, rất là xịn sò luôn. Ha, hy vọng là bạn sẽ thích hai cái váy này. Bạn đặt thêm là viết nè. 6 cái viết ha. Là 3 cái viết nước ép, 3 cái viết mà dạng ly rượu đó nè. Đó, các bạn thấy không? 3 màu khác nhau luôn ha. Dạng nước ép ly rượu á, 3 cây. Và 2 cái bút thỏ nè, 2 cái bút thỏ kim tuyến. Đó. Mỗi cây như vậy chỉ có 5.000 thôi nha các bạn nha. Đó, một cây bút xì lam trái cây nè, rất là xịn sò luôn. Đó, những cái ly như là ly bia đó ha, cũng xịn tố quá. Đó, 5.000 một cây thôi. Và bạn đặt thêm là 3 bịch giày cho búp bê nè. Đó, mỗi bịch như vậy là chỉ có 5.000. Có 2 đôi nè, 2 đôi lớn ha. Có hoa hồng, có cao gót ha, có ngôi sao này nữa nè. Có ba tầng nữa nè. Đó, có giày bót nữa, rất là xịn đẹp. Và một cái tủ lạnh cho búp bê luôn ha, một cái tủ lạnh cho búp bê loại lớn 15.000. Và một ngôi nhà ha, một ngôi nhà như vậy là 50.000 nha các bạn, 50.000. đó, ngôi nhà cho búp bê thì nó kèm theo ở đây nè, có bàn có ghế nè các bạn nè, đúng không? Đó, có bàn có ghế có dù nữa nè, để làm cho ngoài trời bít nít luôn á các bạn. Wow, có ngôi nhà như vậy mà chỉ có 50.000 thôi ha. Mở cửa mở ra được luôn nha, cửa sổ nó trời xịn sò. Và vậy đơn hàng của bạn đã kết thúc đủ rồi đó. Giờ mình tới đơn hàng tiếp theo nha, của bạn nào nha. Nè, xin chào Kim Ngân nha. Đơn hàng của chị Yến ở Bình Chánh. Đây là đơn hàng của chị Yến ha. Chị Yến cũng là khách quen của shop. Thì chị Yến mua hai hình dáng lớn này, shop tặng cho mình một cái hình dáng nhỏ nè. Đó, hình dáng nhỏ có tương bướm ha. Đây. Tặng cho mình ha, mẫu này là shop tặng nha. Hy vọng mình sẽ thích nè. Wow, và bạn đặt một sticker dẻo nè. Quá wow, có hình cái công chúa này mà rất là cá tính nha, giống như cổ trang vậy các bạn. Đó, giống hình công chúa cổ trang nha. Rất là đẹp luôn. Và cái váy nè. Rồi ơi, này là hình dáng dẻo nha, 30.000 mẫu này nha các bạn. Đây, cái áo này dáng dẻo rất là đẹp. Còn mẫu này nữa ha, mẫu này thì mẫu này là 25.000 ha. Đó, tại sao các bạn thấy cái mẫu này nó bự hơn ha, nó bự hơn nhưng mà nó rẻ hơn cái mẫu này. Mẫu này nhỏ hơn nhưng có 30.000 bạn, mà mẫu này nó to hơn nhưng 25.000. Đó, do cái loại này, chất liệu này nó khác này các bạn, nó đẹp hơn ha. Đó, và mẫu này thì 25.000 nhưng mà nó lại to hơn. Nó có ghế, có tủ đâu, rất là đẹp, có những cô gái bánh sinh nhật trong gia hội nha. Và tiếp theo là đơn hàng của Phạm Thị Hương. Đây, chị Phạm Thị Hương ở Hà Nội nè. Đây, chị Hương đặt là
cái này là nguyên một bộ màu nè, màu mới bên shop Béo Chibi mới về nè, loại tốt cho các bạn. Daily ha, những cái hiệu Daily này là loại tốt nè. Mẫu này là 65.000, có 24 màu nha các bạn. 24.000, 65.000 ha. Đây, xem nó 24 màu rồi nha. Và shop có cái mẫu là 12 màu nữa nhưng là 35.000. Đó, mình mua cái loại mà 24 màu thì nó sẽ lợi hơn, nó rẻ hơn. À, 12 màu thì là 35 ha. Còn mà 24 màu thì 65. Và bạn đặt thêm đây là 5 cái chanh tô màu, ý lộn xin lỗi các bạn nha, 5 chanh cát. Đó, chanh cát nè. Một bạn gái cỡ ngựa nè, một bạn trai đang chạy đi dục nè, một cái tấm hình là hoa lá ha, một bạn bạn bướm gì đó ha, bạn chim bướm, một chiếc xe ô tô. Đó, và tặng cho mình một cái cuộn băng keo ha, hình dáng giấy số. Hy vọng mình sẽ thích nè. Tiếp theo đơn hàng của Tô Ánh Vy ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng của Tô Ánh Vy là 108.000. Và tặng cho Tô Ánh Vy nè, một cây búp gấu có chiếc lá nha. Đó, tặng cho bạn một cây búp. Và bạn đặt là hai cái búp bít. Một cái như vậy là 39.000 các bạn. Đây 39.000. Mẫu đầu tiên là búp bít Bonnie. Đó, shop lấy cho mình ha, Bonnie. Bạn không có chọn mẫu, shop lấy ngẫu nhiên cho mình nè, Bonnie. Cái này theo như mà trên search trên Google mạng nó nói các bạn, cái này là chơi giải giảm chết và trí tuệ. Đó. Và thêm mẫu này nữa, mẫu này thì theo anh nhìn thấy nó giống Doraemon ha các bạn ha. Nhưng mà các bạn thì nói là cái đội trưởng Mỹ á, các bạn cái Team America đội trưởng Mỹ á ha. Theo anh thì anh thấy giống Doraemon hơn. Theo các bạn thì thấy cái mẫu này giống hình gì ta? Để sắp tháo kỹ, tháo ra luôn nha. Rồi sắp dán ha, dán lại cho các bạn nha. Đó, cho các bạn xem kỹ đó là mẫu này hình gì, và comment ở dưới cho shop cho anh biết nha. Đó. Bây giờ anh thì anh thấy là giống cái hình Doraemon này các bạn. Còn các bạn nói là cái đội trưởng Mỹ đó, nó có cái kiêng nè. Đó, phải không, không biết. Thì các bạn comment ở dưới cho anh biết nha. Đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay là của anh Phạm Văn Thạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Thạnh đặt cho bé nhà mình nè. À, xin lỗi nó hơi mờ. Là một cái hai cái bì trình ký để mình kẹp vào giấy để mình vẽ nè ha. Kẹp giấy A4 vào cái gì đó mình vẽ hoặc mình ghi hay là mình chơi những cái hình dáng này ha, hình dáng phía trên này. Thì sắp lấy hai mẫu cho mình ha. Mẫu trong và mẫu lấy. Đó. Và bạn. Đó, hình dáng đặt là 52.000 ha. Combo hình dáng nè. Một bộ nè. Hai nè ha. Rất là xinh luôn. Có tiên cá nữa nè, tiên bướm chứ lộn. Mẫu này thì hai lớp luôn nè, đầm rất là đẹp luôn. Đó ha. Mẫu này thì là 10.000 nè. Đó. Và tặng cho mình một cái hộp tuồng dáng ha, hình dáng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video kiểm tra đơn hàng của các bạn là ngày 28 tháng 10 ha. Và hãy đăng ký kênh Góc TV để theo dõi những video mới nhất của shop và người đầu tiên xem video. Và đặc biệt là xem những cái món hàng, những cái đồ dùng học tập mà các bạn yêu thích thì hãy xin phép ba mẹ mình đặt hàng nha. Rồi, bye bye các bạn và hẹn các bạn video sau.